Bạn, hôm nay tôi nói về cái chuyên đề mà tên Linh Mục Nguyễn Duy Tân đã từng tuyên bố. Trước kia, hắn tuyên bố là đúng đêm Noel, Cộng sản sẽ sụp đổ. Nhưng qua đêm Noel, thì nhà nước ta đã đem những tên khủng bố phá hoại chống phá nhà nước ra xử án. Và trước kia tên Nguyễn Duy Tân cũng đã từng tuyên bố là hết năm 2017 Cộng sản sẽ sụp đổ. Và đây tôi xin nói rằng không biết ai sụp đổ đây. Những tên linh mục như tên Tân, tên Thục, tên Nam, tên Hợp và tên Năm Phong, tên Ngữ, tên Nhân và những tên lợi dụng tôn giáo để kích động phá hoại sự bình yên của đất nước, nó chỉ nằm trong vài tên linh mục trong số hàng mấy ngàn linh mục. Có những người thắc mắc tại sao những tên này không bắt giam, và có những câu nói đùa thế này: những tên này để đó để làm những con chim mồi để những ai ngu dại nghe theo lời nó hoạt động chống phá nhà nước, phá hoại sự bình yên của đất nước thì những người đó sẽ đi tù. Cứ đi tù, cứ theo nó, rồi nhà nước sẽ xử, nhân dân sẽ lên án. Và rồi sẽ không còn những ai dám nghe lời những tên linh mục này nữa. Trên nhà nước ta chắc không cần thiết bắt. Mà đặc biệt nhất tinh tân thì tôi thấy rõ thế này. Một tay hắn cầm quyển kinh và một tay hắn cầm dao gươm. Hắn đội lốt linh mục, nhưng một tay cầm quyển kinh và một tay luôn luôn hô hào chống phá sự bình yên của nhà nước, tức là xúi giục rất nhiều người đi vào tù. Tinh tân này nói 2017 cộng sản sụp đổ, thì đây tôi diễn chứng như thế nào ai sụp đổ. Đặc biệt nhất năm 2017 nhà nước đem ra những tên phá hoại xét xử công khai, ví dụ như ở Hà Nam thì đem Trần Thị Nga ra xét xử, và ở Khánh Hòa thì mang cái tên biệt danh là mẹ nấm đi xét xử. Và sắp tới đây ở phía Bắc sẽ đem tiếp những tên Hoàng Đức Bình, Bạch Hồng Quyền, Trần Thị Xuân, Nguyễn Văn Ai quay ra xét xử tiếp, và những tên nào tiếp tục chống phá nhà nước vẫn tiếp tục ra xét xử. Thì đây đó là một cái diễn chứng là bọn phá hoại đang sụp đổ. Chính quyền cộng sản không có sụp đổ, vì chính quyền cộng sản, chính quyền nhà nước này là của nhân dân, của toàn dân, nhưng nhân dân luôn luôn có những bảo vệ chính quyền thì khó sụp đổ lắm, mà chính những kẻ phá hoại nhà nước mới đang sụp đổ. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử các tên dưới đây thì các vị nghe tin báo đài đều biết cái mức án của chúng rồi. Thì đây tôi xin nhắc lại: Đặng Hoàng Thiện 16 năm tù, 5 năm quản chế. Kẻ đốt xe của công an thành phố Biên Hòa là Nguyễn Đức Sinh 10 năm tù, 3 năm cưỡng chế. Hai tên tham gia khủng bố bằng bom xăng ở sân bay Tân Sơn Nhất là gồm Ngô Thị Tường Vi 11 năm tù, 3 năm quản chế. Trương Tấn Phát 5 năm tù, 3 năm quản chế. Và những tên sau đây có hoạt động, có tổ chức, có liên kết với hệ thống nước ngoài là gồm Nguyễn Thị Chung 12 năm tù, Thái Hằng Phong 14 năm tù, Nguyễn Ngọc Tiền 11 năm tù. Các vị khác khác như Bùi Công Thành, Lê Hồng Cường, Trần Quốc Lượng, Vũ Mộng Phong, Hoàng Văn Dương, Hùng Văn Vượng, Đoàn Văn Thế, Trần Văn No từ 5 năm đến 8 năm tù. Riêng Lê Thị Thu Phương 18 tháng tù treo vì không tố giác tội phạm. Đó, thấy rõ ràng nhà nước ta cương quyết trừng trị những tên phá hoại. Nhưng các bạn nói đùa tôi thế này: nếu thực hiện theo ý nguyện của chúng là thực hiện dân chủ ngoài pháp luật đi, đem ra trưng cầu dân ý, đem ra trưng cầu dân ý toàn quốc, thì tôi dám bảo đảm tôi đem cái mạng tôi ra để thách với chúng luôn.
chắc chắn rằng đem ra trưng cầu dân ý thì không còn một tên nào sống sót cả. Vì nhân dân đang sống sự bình yên không bao giờ hài lòng những tên phá hoại sự bình yên của họ. Nếu trong một cuộc chiến tranh, đấu tranh giữa hai thể chế, hai chế độ, thì đương nhiên thì cái chuyện đó là sẽ xảy ra. Nhưng đây một đất nước thống nhất, hòa bình và ổn định, và hiện giờ ban giao rất nhiều nước trên thế giới, kể cả các cường quốc và kể cả tư bản. Nhưng chúng luôn luôn có âm mưu phá hoại, gây bất ổn trong nước. Thì chắc chắn rằng những người dân đang muốn sống sự bình yên này, nếu trình cầu dân ý, thì tôi chắc chắn rằng những tên đem ra xử này không còn tên nào sống sót được. Bởi vì đa số những người dân họ nhìn chung quanh thế giới, họ rất kinh tởm những cái chiến tranh xảy ra, nên họ rất muốn có sự bình yên. Và đem trình cầu dân ý theo ý nguyện dân chủ của chúng á, thì chắc chắn tôi nói một thêm một lần nữa, chắc chắn không một tên nào sẽ sống sót được. Và đây tôi ví dụ những bộ phá hoại thì nó giống như một cái đuôi con thằn lằn bị đứt ra. Cái đuôi con thằn lằn bị đứt ra rồi đó, nhưng chúng con thằn đuôi thằn lằn đứt ra nó vẫn dậy. Nó dậy tới lúc rồi nó không dậy được nữa. Và đặc biệt nhất, trưa nay tên Nguyễn Duy Tân biết rằng Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đang xét xử những tên khủng bố phá hoại, chống phá nhà nước, vi phạm vào khoảng 1.84 nước Cộng hòa Xã hội Việt Nam. Thì trưa nay tên Nguyễn Duy Tân tập hợp một số thương thế binh Việt Nam Cộng hòa ở nhà dòng Chúa Cứu Thế. Hắn là mang tính chất khiêu gợi những cái sự hận thù đối với những người đã bị thương tật trong chiến tranh. Cho nên hắn là luôn luôn có một ý đồ phá hoại sự bình yên. Hồi trưa này hắn rủ thêm một cái tên gọi là cư sĩ mà tự xưng là hoàng thượng. Tôi nhìn kỹ vào hình ảnh thì cái tên này không phải là hoàng thượng. Nếu hoàng thượng người ta mặc áo vàng, đầu trọc có những chấm trên đầu, nhưng tên này mặc áo màu nâu, đội trục nón trên đầu, đứng lên nói những luận điệu là kích động lại cái sự mất mát của lính Việt Nam Cộng hòa. Tôi chưa nói là hận thù. Bọn chúng tập hợp lại, bọn chúng có thể phát những phần quà, rồi chúng lợi dụng vào đó để chúng khơi dậy lại chế độ cũ. Thì tôi nghĩ rằng những anh em thương phế binh Việt Nam Cộng hòa này thì có thể rằng họ dự họp đó, nhưng ít nhiều họ cũng nhận xét được họ đều là những nạn nhân của con buôn chiến tranh của chế độ cũ. Và những người cầm súng bị ép buộc, cho nên họ có thể dự họp để nhận một phần quà hoặc nhận một sự chăm sóc nào đó mang danh của tôn giáo nào đó. Nhưng tôi tin chắc rằng họ đều có suy nghĩ, họ rất ngán ngẩm chiến tranh, vì chính họ những người đó trước kia rất đa số đều không muốn cầm súng, họ đều bị ép buộc. Nhưng tên cư sĩ này lại gợi lại và ca ngợi những cái hành vi của binh sĩ Cộng hòa trước kia. Mà hiện giờ có một vài tên đang tung hô Nguyễn Duy Tân như là một người hùng chống cộng sản. Vì tên này luôn luôn có những luận điệu chống phá nhà nước, cho nên hiện giờ chúng đang tung hô Nguyễn Duy Tân này như một người hùng. Thì tôi thiết nghĩ những thương phế binh Việt Nam Cộng hòa chắc chắn đa số họ không có nghe lời sử dụng đâu, họ đều tỉnh ngộ.
Thì tôi thấy đây là một âm mưu rất thâm độc của tên Nguyễn Duy Tân thể hiện lúc trưa nay. Trong lúc tòa án xét xử những tên phá hoại đất nước thì Nguyễn Duy Tân này tập hợp những thương phế binh Việt Nam Cộng hòa cũ để làm những công tác tuyên truyền kích động. Thì tôi nghĩ rằng tên này á thì nên là bỏ áo tù đi, ra làm chính trị đi, thì sẽ biết nếm mùi như thế nào. Chính ngay những tên Nam Phong, một lần trước tôi ra Hà Nội, tôi đã gần với giáo sứ Thái Hà. Đa số người dân nói rằng chính bây giờ an ninh lại đang bảo vệ tên Nam Phong, bởi vì giáo sứ Thái Hà đang nằm ngay trong thủ đô Hà Nội, ở khu dân cư rất đông. Nhưng tên Nam Phong này mà ra khỏi nhà thì chắc chắn sự phẫn uất của nhân dân không để hắn yên. Chính ngay bây giờ thì an ninh lại phải bảo vệ hắn, chứ không hắn lại lưu la rằng đó là côn đồ cộng sản, mướn côn đồ quánh linh mục. Chính ngay bây giờ hình thức là công giáo thì hắn được Vatican bảo vệ những tên linh mục này, nhưng về hình thức chính quyền thì chính quyền ta cũng vẫn phải bảo vệ hắn. Cho nên hắn càng ngày hắn càng lộng ngôn, hắn càng lộng hành hơn và càng xúi dục cho nhiều người đã mang vào cái vòng lao lý. Và cái hoạt động chống phá nhà nước nó mang tính chất mang danh dân chủ, đấu tranh dân chủ, thì đây tôi cho xem các vị một cái điển hình của bọn đấu tranh dân chủ mà cách đây đã mấy tháng rồi, các vị để hiểu. Gạt người phản bội anh em. Đây là thằng Lê Văn Sơn, thằng lừa gạt tình tiền của tất cả các cô gái nhẹ dạ cả tin, ha, và lừa gạt tiền của cộng đồng hải ngoại nữa. Đây là tên Lê Văn Sơn đã từng bị xử 4 năm tù, nhưng sau ra vẫn tiếp tục hoạt động chống phá nhà nước, và chúng chỉ hoạt động vì tiền của nước ngoài tài trợ. Đây là những tên hoạt động mang tính chất đấu tranh dân chủ đây. Các vị thấy những rõ bộ mặt của chúng. Đã xin tiền hải ngoại 2.000 đô để được lấy tiền, gạt tiền của hải ngoại, xin 2.000 đô để trả tiền nhà 1 năm. Đây là một cái thằng dân chủ cùi, mà còn tất cả các phụ nữ rồi gọi nó là dâm chủ cùi. Thằng Lê Văn Sơn, các bạn cũng thấy, cộng đồng mạng chúng ta cũng thấy, đây là cái nơi, đây là cái nơi mà nó được các hội nhóm trả nhà, trả tiền nhà rồi đó. Nhưng đặc biệt nó đã từng điện thoại qua hải ngoại xin 2.000 đô để có, tao có chứng cứ, tao có chứng cứ, yên tâm. Mày già, mày ngu lắm, mày nói cái gì á? Tao có chứng cứ và thanh thần xác nhận. Tưởng hoạt động dân chủ của chúng đấy là chỉ vì tiền thôi. Mà những tên sử vừa rồi, một phần kém hiểu biết, một phần cũng vì tiền. Chúng chẳng có lý tưởng gì để hoạt động hết. Thử ôn lại bao nhiêu năm nay, có những tên nào phá hoại mà cộng sản này sẽ bị tổn thất không? Hay là chúng từ từ những từng tên vào tù, kể cả những giai đoạn đoạn năm thập niên đầu năm 1980, Lê Quốc Túy, Mai Văn Hạnh, vụ án đó còn đó. Chúng đổ cả vũ khí, đổ cả tiền giả, đổ cả lực lượng, đổ bộ và biển cả ở bên hướng Thái Lan qua. Nhưng nhà nước đã đập tan hết, chỉ những tên phản loạn nhỏ nhen trong nước này không đáng kể. Bởi vậy hôm nay tôi nói á, là chính bọn chúng đang sụp đổ, sụp đổ một cách thê thảm luôn. Và nhà nước ta từ nay chắc chắn rằng sẽ cương quyết trừng trị những tên phá hoại sự bình yên của đất nước.
Và các vị nên nhớ rằng đặc biệt ở Việt Nam ta, cái lực lượng quần chúng rất là mạnh, nhất là phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Bất cứ một hành động gì của chúng không qua mắt được quần chúng nhân dân, những bọn phá hoại. Nên nhớ những điều đó. Bất cứ những hành vi gì của chúng không qua được tay mắt của nhân dân. Nhân dân ở của chúng tôi là cần sự bình yên. Tuy rằng đất nước chúng ta phát triển thì có những mặt trì trệ, có những mặt chậm một chút vì lý do nào đó, nhưng quan trọng nhất là sự bình yên. Một sự bình yên mà các nước trên thế giới đều khao khát có, đều muốn có, nhưng chúng ta đang có, tại sao lại bọn này muốn phá hoại đi? Cho nên tinh tân á, hôm nay á thì phải nói rõ cho tinh tân rõ ai là người sụp đổ. Bọn chúng chỉ nằm mơ, chúng nằm đó mà chờ cộng sản sụp đổ. Luôn luôn chúng truyền truyền hết năm này tới năm kia sụp đổ, nhưng chẳng thấy cộng sản sụp đổ, mà chính chúng là tự từ những tên sụp đổ và đi tù. Chính những tên linh mục này đã làm khổ bao nhiêu gia đình. Chúng kích động, chúng nhận tiền nước ngoài, chúng liên kết với nước ngoài để móc nối những phần tử bất mãn hoặc những phần tử nhẹ dạ vì tiền để cho phá hoại sự bình yên của đất nước. Rồi bao nhiêu gia đình phải khổ vì chồng, vì con, vì em họ phải đi tù. Chắc chắn là những tên linh mục này hàng tháng không bao giờ xách giỏ đi thăm nuôi những nạn nhân, những người mà chúng kích động để phá hoại đất nước đi tù đâu. Không có chuyện đó đâu, mà khổ những gia đình người ta. Những tên linh mục này ra đường á, tôi nghĩ rằng á, những nhân dân phát hiện á, thì chắc không để chúng yên đâu. Vì sao? Nếu để chúng yên càng ngày thì chúng lại phá hoại sự bình yên của người ta. Cho nên cái toàn cảnh trưa hôm nay á, là rõ ràng cái mưu của tên linh mục lôi kéo thêm một người tu hành nữa. Cái tên này rồi cư sĩ thôi chứ chưa phải là hòa thượng. Ra vẻ rằng bên Phật giáo cũng có người ủng hộ trong cái mục đích của bên tinh tân. Hắn ra vẻ như vậy, nhưng tôi tin chắc rằng bên Phật giáo họ rất tỉnh táo, họ sáng suốt hơn, chứ không như những tên linh mục đội lốt tôn giáo để hoạt động chống phá nhà nước. Các vị xem hình ảnh hồi trưa này thì rõ ràng rằng hắn lôi kéo một nhà sư vào đó, một tên cư sĩ nào đó vào. Hắn không lên nói, nhưng mà hắn để tên cư sĩ lên nói trước với mục đích rằng là đã hiệp thương các tôn giáo để có định chống phá nhà nước. Nhưng tên này nhìn kỹ vào chỉ là một tên cư sĩ. Nhiều người nhầm tưởng hắn là một hòa thượng, hắn xưng danh hòa thượng, tức là tích không tánh. Tên này là tích không tánh, tức là có vẻ tên này lấy thích không tánh, tức là thích không có tên đó. Mà chắc chắn những tên này á thì chắc chắn cũng không có tên thật, bởi vì nó là cái loại phá hoại, làm sao nó xứng danh có tên. Cho nên hôm nay tôi nói về cái âm mưu của tên tân. Hắn nói 2007 cộng sản sụp đổ thì cái chứng minh rằng hôm nay bọn chúng sụp đổ và bọn chúng sẽ còn tiếp tục sụp đổ nữa nếu còn mang tư tưởng phá hoại nhà nước. Tôi nghĩ rằng một quốc gia có pháp quy, có pháp luật, có lòng dân thì chắc chắn không bao giờ để chúng làm loạn mãi đâu. Bởi vì nhà nước này thực hiện theo ý nguyện lòng dân. Đa số nhân dân đều muốn sự bình yên. Như tôi nhắc lại, nếu đem ra trưng cầu dân ý thì những tên này đem ra để trưng cầu dân ý của tòa án thành phố xét xử hôm nay thì chắc chắn rằng không còn một tên nào sống sót nổi, vì theo ý nguyện của dân dân.